Theo tin của CNN, chiến lược gia chính của Tổng thống Mỹ là cố vấn Steve Bannon chính thức không làm chức vụ này trong tòa bạch ốc nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay. Phát ngôn viên tòa bạch ốc là bà Sarah Sander đưa ra một tuyên bố cho biết, chánh văn phòng tòa bạch ốc là ông John Kelly và ông Steve Bannon đồng ý hôm nay là ngày cuối của ông Bannon tại tòa bạch ốc. Ông Bannon là một cố vấn quan trọng của Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống và cũng là một nhân tố đầy chi rẽ trong tòa bạch ốc. Ông Bannon từng giúp ông Trump theo đuổi các mục tiêu chính của chữ tri, cũng như làm nhiều cố vấn thân cận của tổng thống khó chịu, trong đó có cố vấn và là con rể của ông Trump. Hiện chưa rõ là ông Biden bị ép từ chức, từ từ chức hay là bị sa thải.